xin chào tất cả các bạn nha hôm nay thì mình à, mới à, vừa thấy được một cái thông tin à, được cập nhật trên trang skynews.com.au về một cái tin à, mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về cái à, tin liên quan tới visa nông nghiệp thì bài báo này có nói là sự chậm trễ về cái vấn đề liên, à, visa nông nghiệp mình cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn à, qua cái bài báo trên cái trang uh, skynews.com.au À, đến cho tất cả các bạn ha à, sự chậm trễ trong việc thực hiện thị thực nông nghiệp gây ra tranh luận giữa các đảng tự do và công dân bộ trưởng bộ nông nghiệp david dittabra đã nhắm vào marisben vì không hoàn thành được thị thực nông nghiệp dự kiến sẽ sẵn sàng rất sớm vào năm 2022 à, được đăng vào ngày 23 tháng 2 năm 2022 vào lúc 8 giờ 20 tối trên trang sky news việc chậm chễ trong việc thực hiện thị thực nông nghiệp mới dường như đã xảy ra xung đột nội bộ trong liên minh thị thực mới sẽ cho phép người nước ngoài và làm việc trong các trang trại của úc để giúp ngành nông nghiệp cải thiện lực lượng lao động vốn đã bị tước bỏ khi biên giới quốc tế bị đóng cửa phó lãnh đạo quốc gia kiêm bộ trưởng nông nghiệp david Ditter Brown cho biết thị thực đã sẵn sàng được cắt vào năm ngoái nhưng tiết lộ rằng nó đã bị bộ trưởng ngoại giao Mary Spen trì hoãn. Ông nói với người dẫn chương trình Sky News, Tom Cornell, thì thực AT có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 và sau đó tất cả những gì được yêu cầu đối với hai bên phải được hoàn thành với Bộ trưởng Ngoại giao Mary Spence. Cô ấy đã tham gia hợp tác song phương với bốn quốc gia. Một trong số đó đã được công chúng biết đến, đó là Indonesia. Vì vậy, chúng tôi đang đợi Mary Spence hoàn thành điều đó, Ông Little Brown nói thêm rằng Thủ tướng và bà Ben đã nói với quốc dân rằng thị thực sẽ là một phần của hiệp định thương mại tự do của Vương quốc Anh và sẽ được hoàn thành rất sớm trong năm tới. Vì vậy, chúng tôi mong đợi việc đó sẽ được hoàn thành trong những tuần tới. Chúng tôi đã thực hiện công việc ưu tiên với các nhà tuyển dụng và công ty cho thuê lao động đã được phê duyệt để có thể nhanh chóng di chuyển ngay sau khi một quốc gia đăng ký. Nghĩa là tất cả những cái nhà tuyển dụng và cũng như là công ty cho thuê lao động đã được À, liên liên hệ và có cái sự à, à, chấp thuận rồi. Nhưng mà nếu cái chương trình visa nông nghiệp này đó nó phát hành đó, thì sẽ có công bố những cái danh sách à, những người chủ à, đã được chính phủ Úc chấp thuận cũng như là những cái công ty à, chuyên tuyển dụng lao động cũng được chính phủ Úc chấp thuận thì sẽ công bố những cái danh sách đó cho cái chương trình visa nông nghiệp luôn. Bởi vì đang đợi một cái quốc gia ký kết song phương. Nếu mà một cái quốc gia mà ký rồi thì sẽ có những danh sách và sẽ tiến hành để tuyển người uh, cho những cái người chủ đã đăng ký và cũng như là những cái công ty uh, tuyển dụng lao động đã đăng ký và cũng sẽ được công bố về những cái người chủ này và công ty này luôn ha Ông Little Brown thừa nhận người dân quốc gia bắt đầu mất kiên nhẫn khi thị thực của họ vẫn chưa được cấp và nói rằng họ đã hoàn thành khuôn khổ với phần cuối cùng sẽ được hoàn thành với bà Benz Ông nói Tôi mong đợi rằng cam kết mà Bộ trưởng Ngoại giao đưa ra cho tôi và Thủ tướng cũng như quốc dân đảng là việc này sẽ được hoàn thành trước tháng 2 năm nay. Thì thực đã có từ ngày 1 tháng 10, vì vậy có rất nhiều thời gian cho những cuộc đàm phán này. Không thể đưa ra ngày cụ thể với thời điểm có thị thực. Ông Little Brown nói rằng đó đó là chỉ có Mary Spence mới cam kết có thể đưa ra có nghĩa là những người giống như ông Victor Brown ổng không có đưa ra một cái ngày cụ thể là tuyên bố là ở quốc gia này giống như Indonesia là đã được cấp visa nông nghiệp chỉ có cái bà Mary Spence, bà ấy mới có quyền tuyên bố ra là ở ok mà Indonesia đã được ký kết song phương và cấp cái chương trình visa nông nghiệp cho Indonesia thì chỉ có bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mới làm được điều này thôi thì trách nhiệm thuộc về cô ấy. Chúng tôi đã nói rất rõ với cô ấy với tư cách là đảng quốc gia, đây là kỳ vọng rằng visa IT này được đưa ra và đặc biệt là khi chúng tôi bước vào mùa cao điểm đứt lớn ở Victoria. Những nhà sản xuất ở đó đang tìm cách có thể lắp đầy lao động của họ. Mặc dù đổ lỗi cho bà Ben, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết các vùng nước đã bị liên minh công nhân Úc và đảng lao động làm vấn đục có nghĩa là cái chương trình visa này đã bị đảng lao động à, bôi nhọ bôi xấu ông nói chúng tôi cần họ hít thở sâu và lùi lại họ đã công khai đi vào các đại sứ quán và nói với các đại sứ này quán này không cho phép công nhân của họ đến đây vì sẽ bị bóc lột sự khái quát hóa và coi thường nông dân úc là điều đáng khổ thẹn và đảng lao động cần đưa những bậc thầy chính trị của họ lên giường và chỉ cần ra mặt và nói rằng liệu họ có ủng hộ visa IT này hay không Lãnh đạo phe đối lập Anthony đã phản ứng lại với những tuyên bố ông rao gọi nỗ lực của liên minh để hoàn thành địa thực là một mối hỗn độn và nói rằng chính phủ đang bận đánh nhau hơn là làm việc để hoàn thành địa thực Những gì tôi những gì tôi biết là David Littlebrow phàn nàn về đảng tự do mà anh ấy tham gia Các bộ trưởng nội các đã công khai cãi nhau về những trường hợp này. Đó chỉ là một ví dụ khác về khoảng cách giữa các thông báo của chính phủ và sự phân phối của chính phủ. thì Hôm nay mình cũng chia sẻ bài viết này để gửi đến cho tất cả các bạn. À, đây là những cái thông tin mới nhất à, về cái chương trình visa nông nghiệp này. À, mình cũng tìm kiếm những cái thông tin để chia sẻ đến cho tất cả các bạn qua cái bài báo của của trên trang web skyd.com. vn và trên cái trang uh, The Rule tin tức có đăng một cái thông tin như sau. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2022 vào lúc 12 giờ 05 phút chiều, các tai ơn thị thực tiếp tục gia tăng đối với lĩnh vực. Cơ quan nông nghiệp cao điểm của bang đã chỉ trích các cuộc gọi của công đoàn nhằm hủy bỏ thị thực AT, nói rằng nó sẽ chỉ dẫn đến sự gián đoạn thêm trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Liên minh công nhân Úc đã lâm vào cuộc khủng loạn chính trị trong tuần này khi tuyên bố rằng AT Visa đã không thu hút được công nhân đến các trang trại, bỏ qua tác động của COVID-19 đối với du lịch quốc tế. Phó Chủ tịch Nông dân New South Wales về Martin cho biết người Úc cần hợp tác cùng nhau để xây dựng lại nền kinh tế của và lực lượng lao động thoát khỏi COVID-19. Ông Martin nói, thực phẩm của chúng tôi không tự trồng, không tự chọn và chế biến Chúng tôi đã có 2 năm thiếu hụt lực lượng lao động ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thị thực ở đất nước này. Ông Martin cho biết nông dân New South Wales đang tích cực vận động để đào tạo thêm kỹ năng nông nghiệp cho người Úc, nhưng cần phải có một cách tiếp cận tổng thể để đảm bảo ngành có thể tiếp tục phát triển và thu hoạch lương thực của chúng ta. Ông Martin nói AG Visa chỉ là một phần của chiến lược rộng lớn hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng lực lượng lao động mà ngành đang phải đối mặt mình cũng xin kết thúc video clip ở đây chúc cho tất cả các bạn luôn mình đang hạnh phúc nha xin á và chào tạm biệt tất cả các bạn bye bye